Quý khán giả đang đến với chuyên mục Nhân đạo chia sẻ yêu thương, chuyên mục do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, câu lạc bộ hớt tóc không đồng thị trấn Thường Thới Tiền lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng. 170 người nghèo được mổ mắt miễn phí. Từ thiện, từ tâm. Câu chuyện về các thành viên đội cất nhà và xây dựng cầu Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa, huyện Tam Nông. Thưa quý vị khán giả, tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, có một câu lạc bộ cắt tóc rất đặc biệt, trực thuộc đội Chữ thập đỏ thị trấn. Tùy theo số lượng người dân khó khăn có nhu cầu, trung bình từ 1 đến 2 tháng, câu lạc bộ lại tổ chức đến tận từng khóm, bệnh viện hay điểm hoạt động cộng đồng, thậm chí là nhà riêng của hộ dân để thực hiện hớt tóc miễn phí. Đối với các thành viên trong câu lạc bộ, mỗi mái tóc gọn gàng, niềm vui của người được cắt tóc chính là động lực, là hành trang để họ tiếp tục những việc làm ý nghĩa này. Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân đạo thị trấn Thường Thới Tiền, nơi khám bệnh, hút thuốc miễn phí cho người bệnh khó khăn. 8 giờ sáng, các cây kéo đã hoạt động hết công suất. Từng mái tóc của người bệnh đến khám và điều trị ở đây, cũng như người dân khó khăn ở khu vực xung quanh, được các thành viên trong câu lạc bộ chăm chút cẩn thận. Ngày nào cũng đi xuống đây để chăm cứu, nhưng thấy đi thì bất ngờ. Xuống đây thấy sẵn có cái đoàn chữ thập đỏ mà đến phục vụ hớt tóc cho bà con thì ghé vô đây làm. Rất là đẹp, không có lấy tiền nhưng mà làm rất là tận tình. Đi tiệm hớt thì mỗi lần là 50.000. Còn lại đây thì hết thì họ không có tốn phí. Tiết kiệm chút nào thì mình tiêu đường tỏi bột ngọt thì mình cũng đỡ gan được chút. Vợ biết rồi, dặn kiểu kêu 9 giờ xuống đây có chương trình đó, đi hớt tóc á. Ẩm cháu nội rồi xuống hớt luôn. Ở này cắt cũng cứng lắm rồi nha. Tóc chỗ này đi thì nó mát mẻ. Bớt được chỗ này chứ cũng đỡ lắm chứ. Tại vì mình đi làm thuê là mướn không à. Được đồng nào phải đỡ đồng đó. Tay chân nó bị tai biến, bị liệt mà đi tới lui không được, bất tiện. Nhờ mấy chú thanh niên thì đến hớt tóc rồi mừng. Cảm ơn mấy chú gặp được mấy phái đoàn lợi hớt tóc quá êm rồi. Dù là đi hớt tóc từ thiện, nhưng mà em và mọi người đã thống nhất sẵn sàng luôn dành cho mình một cái tấm lòng nhiệt huyết nhất để phục vụ cho bà con bằng tất cả những sự tận tâm, nhiệt huyết, vui vẻ. Cũng coi họ như là một khách hàng trong cái salon của mình. Khi mà thấy cô chú có những mái tóc gọn gàng và đẹp hơn, em cảm thấy rất là vui. Câu lạc bộ hớt tóc thì để trao gửi yêu thương đến bà con, mang lại cho bà con mái tóc đẹp. Và cũng sẽ góp phần xây dựng cho một số anh em thợ mới vào nghề, sẽ tạo điều kiện cho anh em nâng cao tay nghề của mình hơn. Bệnh nhân nghèo, bà con vùng sâu vùng xa, thiếu phương tiện đi lại, người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt nam nữ, trẻ em. Đây là những đối tượng được câu lạc bộ quan tâm để thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Giao cho mỗi khóm đó thì thông báo một cái điểm chính thức để khi mình đã tập hợp được là từ 40 đến 60 người rồi thì trong câu lạc bộ mình sẽ tiến hành xuất phát đi. Mình cũng có là đi các cái xã như xã Thường Phước 1, Thường Phước 2 và các xã Thường Hậu AB. Một số hộ không đi được là do tàn tật rồi không ngồi được đó. Thì câu lạc bộ mình phân công 1-2 tình nguyện viên của mình đến tận nhà để hớt tóc. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Mặc dù chi phí mỗi lần cắt tóc ở tiệm không lớn, nhưng cái tình, cái tâm của những người trẻ gửi vào từng mái tóc không đồng giúp người dân cảm thấy ấm lòng hơn. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức khởi công xây dựng công trình cầu dầu ở ấp An Thạnh. Công trình có kinh phí xây dựng hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình cầu dầu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 45m, mặt rộng 4,5m, tải trọng 5 tấn. Công trình do xây dựng cầu đường từ thiện Chú Hai Lúa ở xã Tân Bình, huyện Châu Thành thi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu tháng 12 năm 2024. Đến thời điểm khởi công, địa phương đã vận động được số tiền từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp và bà con nhân dân là hơn 1 tỷ đồng. Hiện địa phương tiếp tục vận động để sớm hoàn thiện cây cầu đưa vào phục vụ nhân dân. Hội Chữ thập đỏ Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình phối hợp với công ty cổ phần Vĩnh Hoàng, đoàn y bác sĩ Hội Nhãn khoa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc
mổ mắt miễn phí cho gần 200 người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Bình và một số huyện của tỉnh. Thông qua khám sàng lọc, có 170 bệnh nhân nghèo mắc bệnh lý về mắt được phẫu thuật miễn phí. Bình quân chi phí mỗi ca phẫu thuật là 1.200.000 đồng do công ty cổ phần Vĩnh Quang tài trợ. Công ty còn trao tặng mỗi bệnh nhân một phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm, mắt kính và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho hoạt động là 255 triệu đồng. Đây là hoạt động nhân đạo được Hội Chữ Thập Đỏ huyện phối hợp với đơn vị tài trợ thực hiện nhiều lần trong năm, nhằm tạo điều kiện để những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh đục thủy tinh thể được phẫu thuật điều trị kịp thời. Chi hội Chữ Thập Đỏ đền thờ ông bà Đỗ Công Tường mới đây đã phối hợp với nhà tài trợ trao tặng quà cho 100 đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Mỗi phần quà gồm một thùng mì tôm và 10 kg gạo. Tổng giá trị trao tặng quà là 30 triệu đồng do Mạnh Thường Quân tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Thưa quý khán giả, ăn cơm nhà, lo việc thiên hạ. Đó là những câu nói thân thương mọi người hay dành để nói về các thành viên đội cất nhà và xây dựng cầu Hội Chữ Thập Đỏ xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 21 năm được thành lập, 25 thành viên trong đội, nhiều người giờ cũng đã ngoài 70. Không tiền bạc cũng chẳng công xá. Họ vẫn miệt mài với công việc giúp đời, giúp người, nối những nhịp bờ vui, xây lên những căn nhà vững chãi, đóng góp sức mình, kiến thiết quê hương, chia sẻ với cộng đồng. Cái nắng gắt của ngày đầu tuần cũng không làm giảm sự nhiệt quyết, không khí lao động hăng say của đội thợ lớn tuổi này. Hơn chục thành viên, mỗi người mỗi việc, người dựng nhà, người bắt chích, hàng cột, người lợp mái, khẩn trương, nhanh chóng để vợ chồng con cái anh Thắng, chị Ánh sớm dọn vào, ổn định nơi ăn chốn ở trong mùa mưa bão này. Sớm mơ giờ là mình dựng lên đó, giờ bây giờ bắt đầu mình đóng nóc á, đóng trên nóc nữa đó. Giờ bắt đầu chở xuống là mình trang trí, ở trong này mình làm cửa, ở trước á, rồi mình làm cửa buồng, dưới mình đóng phòng, nữa là xong. 3 ngày nữa là người ta có ở được rồi. Ngày nào không làm, ở nhà luôn luôn chừng 3-4 bữa là thấy nó buồn, thấy như mình nó xáo đó. Còn đi mặn về là nó khỏe phắn, nó bất khở nữa. Có nhà là mừng, nên có cái nhà cho con cái nó ở. Bây giờ mới mốt cái mặn, có tiện lỗi mấy đứa nó học. 21 năm bắt cầu, làm nhà, từ những lão nông không chuyên đã trở thành những người thợ lành nghề, bắt trên 80 chiếc cầu, xây dựng 1.500 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở tại khắp các vùng quê trong và ngoài tỉnh. Không chỉ trực tiếp thi công xây dựng, nguồn kinh phí thực hiện cũng do đội vận động hỗ trợ. Cầu kênh Kháng Chiến, cây cầu thứ 3, đội hoàn thành xây dựng trong năm nay, rộng 4m, chiều dài 39m, nối ấp Phú Hòa, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông với phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự. Từ ngày có cây cầu này, bà con phấn khởi vận chuyển, lưu thông hàng hóa dễ dàng, không còn phải đi đường vòng như trước đây. Nhà bên sông á, ở đây rồi đó không có cầu. Là mới bắt ở đây thôi, mới bắt chạy đường vòng kia thôi, đâu có chạy này đâu. Không có cầu đây thì phải đi kia thôi, sao giờ? Thì hơi bất tiện chút xíu. Từ ngày có cầu này đi cầu này không à, không có đi cầu đó. Thuận tiện hơn tại vì nó dễ đi hơn. Mưa gió mình dễ đi. Còn kia nó mưa gió mình đi không được. Như cây cầu cây với lại đường đất á. Tất cả vì lợi ích cộng đồng, vì người nghèo, không mãi mai vụ lợi cá nhân. Tất cả các khoản thu chi, vận động đều được đội công khai minh bạch tài chính. Chính vì vậy, hoạt động của đội luôn được Mạnh Thường Quân tin tưởng. Từ đó, tiếp tục đồng hành với các hoạt động thiện nguyện của đội. Đây cũng chính là động lực để các thành viên của đội cất nhà và làm cầu xã An Hòa tiếp tục gắn bó tâm sức, làm bằng tất cả trái tim của mình, dù rằng có những thành viên hoàn cảnh rất khó khăn, thậm chí là chạy ăn từng bữa. Năm nay 73, tôi làm chỗ này mười mấy năm rồi. Cầu nhà gì cũng có làm hết trơn. Thì ở nhà là nhà phụ thuộc về tôi không, bởi vì... thời gian mà tôi đi làm đây á, thì mà ở đây cần thì tôi đi làm, còn không cần thì tôi chạy xe ôm kiếm cái tiền về cho vợ con. Tâm mình mừng cho được người đó được là mình mừng, còn sức khỏe là còn làm. Nó hoan nghênh luôn. Nhiều khi tôi ngủ mần mệt ngủ hay quên thì vợ cứ kêu dậy. Ông ơi đi mần tới giờ rồi. Ông ơi thức dậy đi mần từ thiện. Tinh thần là quyết tâm đi làm là từ thiện vậy thôi. Giàu nghèo hay vậy có ăn người ta cũng là quyết tâm ta đi làm. Giả tỷ cũng như có những anh em mà ta quá khổ. Nhưng mà coi như trong tổ là đã là cho hay cái ngày đó là mình đi bắt cắt nhà thì coi như anh em cũng là bỏ công chuyện của gia đình cũng như chạy xe đạp ôm hay xe ông đa ôm gì đó. Người ta cũng bỏ để người ta đi làm tiếp. Là anh em người ta cũng quyết tâm người ta đi làm thôi chứ không có nghĩ tới là về vấn đề tiền bạc vật chất này nọ.
Dạ. Là coi như anh em người ta là bắt được cây cầu cho bà con hay những đứa em đi học sinh là được đi qua đi lại để đi học dễ dàng, như cắt những căn nhà để là coi như cho bà con người ta là được là che nắng che mưa, thì anh em trong đội cũng rất là hân hoan là vui vẻ. Hơn 20 năm ăn cơm nhà lo việc thiên hạ, không lương chẳng phụ cấp, thậm chí là chẳng có ngày nghỉ, xây cầu làm nhà giúp người, nhiều khi còn chưa kịp để ai nhớ tên, miễn là người nghèo vui, bà con vui. Sự cho đi của các thành viên đội cất nhà và xây dựng cầu Hội Chữ Thập Đỏ xã An Hòa cứ bình dị và đáng trân quý như thế. Quý vị thân mến, chuyên mục Nhân Đạo Chia Sẻ Yêu Thương do Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Tháp phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Tháp thực hiện đến đây sẽ được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.